Đây, hôm nay em chạy thực hành ống của anh Vũ đây. Nói chung là nước ra rất là đều. Ống 27 phun mưa, đục 3 lỗ xéo. Ok luôn rồi. Hàng nói chung là rất là ok. Rất là đẹp. Dạ, hàng này hàng mua mua cuộn mắt. Dạ. Hàng này ống phun mưa đục 3 lỗ xéo mà. Đó, chạy ống rất là đều.